tiếp tục điểm này điểm nào ba? Rockenbeach. Rockenbeach đúng không? Bãi biển tan vỡ. Trời, tan vỡ. Mà đường cũng xấu quá, xấu tan vỡ luôn nha. Cái đường này, cái đường kinh khủng không? Nãy giờ mình đi như vậy không á mọi người. Tới rồi kìa. Đằng đó là tới rồi đó. Kêu gì mà thấy biển mé xanh rồi ba hả? Ba ơi, nó xoay lại đi. Không. Đi cùng mọi người kìa, nó đi. Nó đi. Bây giờ mình sẽ đi tới cái địa điểm gọi là Angela Binbong, Billabong. Thôi đi tiếp nha mọi người. Đi. Cái chỗ này là nó giao thoa giữa biển với lại sông. Tạo thành một cái hồ bơi vô cực nhân tạo. Đẹp lắm chứ. Ủa nó tựa với hang Rái của Phan Rang Ninh Thuận đó. Đúng không? Nè mình ở đây mình nhìn thấy sơ rồi nè. Đây có chỗ chụp hình nữa nè mọi người. Mà ở đây công nhận biển đã thì xanh, chụp trái tim nè. Xanh lè. Thôi đó thôi đi. Chụp trái tim ơi, đi nào. Đi tiếp. Ôi, thấy rồi đó, đã thấy rồi mọi người. Mon nè. Mon là Superman này. Mon ơi, đi con. Mon. Mon lại đây. Con gà này Mon. Ý, coi nè. Giờ mình sẽ xuống ở đây nè mọi người. Cái chỗ này, cái eo này nè, đó. Người ta đang đứng kìa. Ôi, Mon ơi, Mon đừng có quăng gà con. Ơi, à, chú Superman. Superman đi nhanh lên. Đây là phải bên trái nè. Em chú bên đồ thì mẹ phải. Chú đi chú. Quẹo trái rồi phải á. Đúng rồi, chú đi. Thôi đi qua đây nè. Đi theo ba đi con. Đường đi. Chưa?
xuống. Ba bé đi nhảy sao được. Chết con á. Rồi đi nào. Có cái cây gậy rồi. Sẽ đi qua sao? Bên đây nó sát đây luôn phải không? Ừ. Nó gần đây luôn á. Nó gần. Nên mình sẽ đi qua đây nè. Có cái đường lên nè. Làm phượt thủ đi tiếp nha mọi người. Ô, chị kia kìa. Đi hồi nào? Nãy giờ không thấy. Ông chồng đâu? À vậy hả? Đó, giờ đi điểm thứ hai nè. Tới rồi này mọi người. Điểm này nè. Để mình lia cho mọi người coi khung cảnh ở đây xíu nha. Đó, cũng có quán xá nè. Mọi người đi sẽ không sợ không có ăn. Có đầy đủ lắm. Rồi giờ mình đi lên đây nha. Ấy chê. Thấy gì chưa? Ấy chê. Con. Ấy chú. Wow. Mom. Đẹp quá. Nè mọi người. À đây nè cái chỗ này nè. Mình có thể chụp hình ở đây. Đó, chụp hình nha. Con ơi, con hai. Con. Đẹp quá. Nè, xin gửi đây mọi người. Rất cần biết mà. Bye bye mọi người nha. Nhà mình đi. Quá mệt rồi. Giờ về đi lấy xe thôi. Qua đây nè, lấy xe nè. Đi về nha, mong làm gì vậy? Bye bye mọi người đi.